Chào anh em, hôm nay em giới thiệu cho anh em mẫu USA02. Phiên bản này là phiên bản mới chứ không phải là phiên bản cũ nha anh em. Phiên bản cũ nó sẽ bắn bi 6, phiên bản mới thì nó sẽ chơi bi 8. Bi 8 thì nó sẽ chuẩn hơn một tí, tại vì cái liên viên bi nó khá là nặng, lực nó mạnh nên phải bị chơi bi nặng khá ok. Sau này nó thiết kế lại là bi 8. Những mặt hàng này thì nhận hàng thanh toán tại nhà, có cọc trước là 50.000 để tránh cái tình trạng bơm hàng. Nhận hàng anh em có quyền kiểm hàng đó, nên mình cứ yên tâm ha, mình kiểm trong hộp, đừng có bài gai lung tung gì mình ha. Có mẫu này có thể là sẽ gửi là hai lần chứ không có gửi một lần như nè, tại vì bây giờ hàng đó, đa số là tới là bưu tá sẽ gửi cho anh xem đó, nên là thí dụ mà nó hàng mà những mà hàng này là lấy luôn, nó lấy hàng luôn là anh em không có ai giao hàng lại tới cho anh em đâu, nó lấy luôn rồi đó, nên là lưu ý mình ha. Còn những anh em là bắt gửi một lần thì đa số thì là những anh em mà cố ý thôi, cố ý để phá thôi, chứ không ai mà mua những mặt hàng này thì mình an toàn ở trên hết. Rồi anh em mình mua cứ liên hệ số điện thoại là 0706305521, nhưng số nó 0949457553. Website mình có luôn là ná thun cao su, anh em cứ bấm vô đó xem ha. Mặt hàng này thì là phiên bản 2 nên là sẽ chơi bi 8, nguyên cái nòng này nó khá khác anh em, giờ thấy nó khác ha. Cái mẫu này thường thường là ống 6, ống 6 liệu nhỏ xíu ngón tay nè, nó không có đẹp bằng cái này. Cái này nó nguyên cái này, giờ nó rất là liền thân, giờ nó rất là ngầu luôn hết anh em. Đây bi mình đã để vô rồi nè, nè bi nè, để nguyên hết ống này luôn, tại mình để đậy lên tới đây luôn á, là nó khoảng mình nghĩ nó khoảng gần 20 viên anh em. Lỗ bi nó cũng khác cái kia luôn, lỗ bi anh em sẽ gỡ cái cao su này ra ha, phần này ra anh gắn bi vô. Thì còn bao nhiêu thì nó giống, còn nó khác một cái là nó nguyên cái thân này, phần trên nó khác nha. Này là cái lỗ cái chốt bi, anh em kéo lên đạn xong anh em kéo chốt này xuống, bi nó sẽ rớt xuống, nó sẽ tiện hơn cái mẫu kia. Mẫu kia thì mình bắn bi mình phải nhét vô một lần thì mình phải bắn bi luôn, nó tại vì anh em đụng cái chốt sau nó sẽ rớt bi rồi, cái này nó không xài chốt sau. Rồi anh em mình mẫu này á thì có dây trợ lực nè, dây lực kéo thì nó sẽ nhẹ hơn, dây dự phòng mình cũng có bán luôn, mũi tên vẫn có đầy đủ nha nè. Giá cả mình sẽ để phần bình luận ha, giá nó hơn 3 triệu nha nè, hơn 3 triệu một tí. Lúc trước là cái mẫu không phiên bản 1 á, ý phiên bản cũ á là nó 3 triệu rồi, mẫu này nó hơn tí, hơn là khoảng tí thôi chứ không có nhiều nha nè. Đó là anh em mình nói giá để anh em để lượng cái mà đem của em mua được hay không ha, chứ có nhiều anh em vừa hỏi xong rồi mất tiêu. Giá mình cũng để trên YouTube hết nha, tiêu đề của giá, bình luận của giá có đầy đủ hết rồi, mình bán không có dấu giá nha. Vậy mình mua mình xem giá xong mình hãy liên hệ nha nè. Giá thì nói chung thì tiền nào của nấy, bên mình cũng có những cái dạng mà nhỏ mini với anh em mà nó không 2 không 3 thì nó 1 triệu mấy, ở đâu so sánh được với hàng này. Đó. Mình đòi hỏi cao quá mà mình không dám bỏ tiền thì sao mà mình chơi được những cái loại ngon, đúng không nè. Nên là anh em lưu ý với mình cái chuyện đó ha. Rồi anh em mình mua cái liên hệ số điện thoại gì mình nha. Rồi, chào anh em nha. À, hàng này không có nhiều anh em, còn khoảng hôm qua mình mới đăng bên nick kia, nick chính của mình đó, là cải tiến nó thun cái qua đó anh em xem ha, bên đó sẽ cụ thể hơn tí. Là còn khoảng 2 cây là hết luôn nha anh em. Rồi anh em mình mua tranh thủ mua ha. Rồi, chào anh em nha. Em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, mình có nhiều video hay cho anh em xem và nhiều video test. Nhớ đăng ký kênh để xem những cái video test hay nè. Bên mình bán là sẽ có test nha.